Titi, cậu ta lấy đâu ra tiền mà có thể đánh bạc lên đến hàng chục tỷ? Mới đây, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh Titi, cựu trưởng nhóm HKT, đang có mặt tại một sòng bài ở Campuchia. Dù bịt khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng không khó để khán giả có thể nhận ra anh chàng. Thông qua hình xăm dày đặc trên cánh tay, trước mặt giọng ca sinh năm 1990 là rất nhiều chồng tiền đặt san sát nhau, cho thấy canh bạc này được đặt cược giá trị rất lớn. Hình ảnh này nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Trong một diễn biến mới nhất, khi được liên hệ, phía quản lý của Titi xác nhận hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là cựu thành viên nhóm nhạc HKT. Theo đó, phía giọng ca nàng Kiều Lỡ Bước chia sẻ, hình ảnh này xảy ra vào tháng 7, Titi sang Campuchia để thăm một người bạn. Khi qua đến nơi thì một người bạn hẹn Titi đến địa chỉ này, thì Titi vô tình đến. Lúc đó Titi đến mới biết bạn mình đang chơi bài, thì trong quá trình đó Titi vào thì người bạn đó đi vệ sinh. Trong lúc bạn đó đi vệ sinh thì Titi ngồi giữ tiền dùng mà thôi. Bên cạnh đó, phía quản lý nam ca sĩ cũng cho biết Titi không biết chơi bài và cũng không đủ số tiền lớn như thế để chơi. Phía nam ca sĩ cho biết Titi không biết chơi bài, đồng thời trong giai đoạn đó lịch trình đi diễn của Titi cũng xuyên suốt luôn. Titi chỉ ngồi giữ tiền dùng mà thôi, chứ Titi làm gì có tiền mà chơi bài. Là thành viên trong một nhóm nhạc đình đám của V-pop hơn 10 năm trước, thời điểm từ năm 2006 đến 2012, HKT đã tạo ra được một đế chế âm nhạc đầy riêng biệt của mình khi những bản hit đầu đời được ra mắt như Chú Mưa, Nàng Kiều Lỡ Bước, Lời Yêu Đó. Trưởng nhóm Titi được xem là thành viên nổi trội nhất khi anh chàng không những hát được, nhảy được mà còn có những tài lẻ về khả năng trình diễn trên sân khấu khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Vậy nên sau khi tan rã, Titi dường như vẫn là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất so với hai thành viên còn lại trong HKT. Trước đó, trong một buổi livestream với người hâm mộ, Hồ Gia Hùng, cựu thành viên HKT từng thẳng thắn nói về chuyện tình cảm của người bạn thân thiết thuở ấu thơ là Titi và diễn viên Nhật Kim Anh. Ngay trên sóng livestream, Hồ Gia Hùng công khai chỉ trích bạn cũ hám tiền, bỏ vợ con để chạy theo tình mới. Sau đó, Nhật Kim Anh lên tiếng phản bác. Cô không quá bất ngờ trước những phát ngôn gây sốc của Hồ Gia Hùng. Hồ Gia Hùng đang muốn dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi. Anh ta từng là thành viên của nhóm HKT, nhưng vì ham chơi nên đã bị loại ra khỏi nhóm nhạc từ lâu. Tôi đã nhận đỡ đầu cho Titi, nên việc tôi nâng đỡ em kể từ khi về công ty là điều trong giới ai cũng biết. Tôi cũng chia sẻ Titi và vợ cũ của em ấy đã chia tay từ lâu và chuyện của hai người đó không liên quan gì tới tôi. Rất mong mọi người hãy đón nhận thông tin có chọn lọc, Nhật Kim Anh quả quyết. Không nằm im chịu điều tiếng, thời điểm đó Titi đã lên tiếng, đố kỵ, ganh tị, bịa đặt cả một cộng đồng, bị một thành phần ngáo dẫn dắt. Mặc dù Titi đã khẳng định mọi chuyện chỉ là dàn dựng, nhưng phía Hồ Gia Hùng lại phản ứng đối lập nam ca sĩ họ Hồ lại có động thái đầy ẩn ý. Sự thật mãi mãi là sự thật. Thập thò lo cũng chết. Phía Titi và Nhật Kim Anh đều lên tiếng phủ nhận, cho rằng đó chỉ là bịa đặt và cho hay Hồ Gia Hùng đang muốn dựa hơi các nghệ sĩ khác để nổi tiếng. Hồ Gia Hùng cũng còn tiết lộ bí mật Titi vì ham tiền của Nhật Kim Anh mà đã bỏ vợ con để theo tình mới. Anh cho rằng Titi có tiền để mua xe và ăn chơi chính là nhờ vào tiền của Nhật Kim Anh cho. Được biết, Titi được khán giả biết đến là cựu trưởng nhóm HKT. Hiện tại nhóm đã tan rã, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng. Titi vẫn theo đuổi con đường ca hát, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật, cựu trưởng nhóm HKT sau khi tách ra hoạt động solo còn quyết định lấn sân vào kinh doanh mỹ phẩm. Ở lĩnh vực này, nam ca sĩ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Kể từ đó, cuộc sống của cựu thành viên HKT như diều gặp gió, bước sang một trang mới. Kinh tế của Titi ổn định hơn từ khi lấn sang lĩnh vực kinh doanh. Anh bắt đầu có những thú vui đam mê của hội người giàu như chơi siêu xe, ưa dùng đồ hiệu. Cựu thành viên HKT đi diễn ít hơn, thay vào đó anh dành thời gian chủ yếu cho công việc kinh doanh. Vì thường xuyên xuất hiện cùng đàn chị Nhật Kim Anh nên cả hai không ít lần vướng nghi vấn tình cảm. Nói về mối quan hệ với đàn chị, Titi từng cho biết, vì sự thấu hiểu cũng như hợp nhau trong tính cách lẫn công việc, tôi cùng chị Nhật Kim Anh và một số đồng nghiệp khác có lập nên công ty. Vì tính chất công việc nên cả tôi và chị Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện bên nhau nên có thể là nguồn cơn dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có. Được biết, nhắc đến một trong những nhóm nhạc đình đám của Việt Nam, không thể nào bỏ qua cái tên HKT. Nhóm nhạc với phong cách âm nhạc lẫn thời trang luôn gây nên nhiều tranh cãi. Thành lập từ năm 2005, đến nay dù đã tan rã nhưng mỗi động thái đặc biệt từ các thành viên của HKT vẫn luôn thu hút khán giả và truyền thông. Ngoài những bản hit như Nàng Kiều Lỡ Bước, Thêm Một Lần Đau,
Ít ai biết rằng HKT từng được đạo diễn xứ Trung mời đóng phim cùng nhiều ngôi sao lớn như Mã Đức Trung, Vương Đại Trị, Khánh My. Bộ phim là tác phẩm hợp tác Việt-Trung và ra mắt hồi 2016 với tên Tình Xuyên Biên Giới hay tên khác là Tôi Muốn Đến Việt Nam. Với tạo hình mái tóc từng bị chê là thảm họa của mình thuở mới vào nghề, các thành viên HKT sau này đã thay đổi và trông đẹp trai hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng bởi hình tượng năm xưa mà HKT lại nổi tiếng và được yêu thích tại Trung Quốc, thế nên khi tham gia dự án điện ảnh này, đạo diễn đã yêu cầu các chàng trai phải để lại tóc cũ. Và không chỉ là cuộc dạo chơi, vào năm 2017, nhạc phim của Tình Xuyên Biên Giới là ca khúc Nướng 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 do HKT thể hiện đã vinh dự nhận giải vàng tại Liên hoan phim Trung Quốc ASEAN với giải thưởng trị giá 10 vạn nhân dân tệ, khoảng 350 triệu đồng. Chưa kịp vui mừng vì sự đổi hướng tích cực này, các fan của HKT đã phải đón nhận tin không vui khi thành viên Hồ Gia Hùng quyết định rời nhóm vào năm 2016. Hai năm sau, TT, trưởng nhóm của HKT cũng quyết định dứt áo ra đi để theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Và trong vài năm trở lại đây, TT, Phạm Linh Phương là người trở lại showbiz tích cực hơn cả sau thời gian vắng bóng. Anh cũng trở thành người đàn ông lịch lãm trưởng thành. Đầu năm 2020, anh bất ngờ giành ngôi quán quân show truyền hình 100 giây rực rỡ trên VTV3. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với chúng tôi, TT cũng trải lòng thêm về mối quan hệ hiện tại với các thành viên HKT khi từng có những tin đồn nhóm tan rã vì xung đột. Bên cạnh đó, cựu trưởng nhóm HKT cũng bộc bạch những câu chuyện đời tư không phải ai cũng biết trong cuộc sống của anh. Dù nay đã hoạt động solo, nhưng tên tuổi của các thành viên vẫn được khán giả nhắc đến, gắn liền với HKT. Nhóm đã trải qua nhiều biến động trong suốt thời gian hoạt động trước khi chính thức tan rã vào năm 2018. TT trải lòng rằng trong khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động, anh đã gặp nhiều khó khăn. Tôi là trưởng nhóm và trách nhiệm của mình rất nặng nề. Mình đã đưa nhóm hoạt động đến hơn 10 năm. Có một thời gian im hơi lặng tiếng là thời điểm mà các thành viên bị dừng chân lại bởi công ty nên không có gì bứt phá về sản phẩm và kế hoạch sau này. Sau một thời gian, công ty không đáp ứng được điều kiện của mình nên tôi đã dừng lại, không đi cùng HKT nữa mà chọn con đường solo của mình, anh chọn.